Theo báo cáo tháng 5 của CBRE, trong 2 năm trở lại đây, thị trường nhà máy, kho bãi xây của Việt Nam thu lợi rất tích cực do sự tăng trưởng nguồn cung mạnh mẽ và hiệu suất ổn định. Mặc dù có tác động tiêu cực từ dịch bệnh, nhưng giá cho thuê của nhà máy xây sẵn vẫn không thay đổi. Bà Thanh Phạm, Giám đốc Công ty Nghiên cứu và Tư vấn CBRE cho biết, cũng theo đơn vị này, thị trường nhà máy và kho xây sẵn của Việt Nam dự kiến sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới. Nhu cầu về kho hàng chủ yếu được thúc đẩy bởi các công ty thương mại điện tử đang mở rộng không gian lưu trữ và mạng lưới phân phối. Trong bối cảnh nguồn cung đất công nghiệp hạn chế, nhà kho cao tầng sẽ là không gian lưu trữ lớn hơn cho nhu cầu của các công ty thương mại điện tử. Chính vì vậy, để thu hút khách, các nhà máy xây dựng sẵn hiện nay đều đã tích hợp công nghệ 4.0 để mang lại sự thuận lợi hơn cho người thuê. Đây là xu hướng mới đang nổi lên trong thời gian gần đây. Gói dịch vụ bao gồm pháp lý, nguồn nhân lực và hệ thống kế toán miễn phí để khách hàng có thể xin giấy phép ngay cả khi họ ở nước ngoài.